Nhà em có một cái cây vạn tuế thả nước tuyệt đẹp luôn ạ. Đây ạ. À, hai thân nhá. Cây rất đẹp luôn. Tán cành của nó thì như này. Cái chiều cao mà vuốt lá từ dưới đất lên này chắc cũng chỉ tầm được mét thôi ạ. Đường kính tán này nó cũng xòe ra được khoảng tầm mét hơn mét. Các anh chị có nhu cầu mà muốn mua đích danh cái cây vạn tuế thả nước rất đẹp luôn. Cả khay đá ở dưới luôn ạ. Thì vui lòng alo nhá. 0977973535 ạ. Cây này quá duyên luôn ạ.